Thưa quý vị, đêm ngày 3 tháng 8 và sáng ngày 4 tháng 8, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng liên quan. Sau khi có ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại tổ 63, tổ 64 phường Mỹ An. Theo đó, từ Trung tâm Y tế quận đã tiến hành xét nghiệm 366 trường hợp là các hộ dân sống xung quanh và có ca dương tính tại tổ 63 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc đại diện hộ gia đình và hơn 200 trường hợp người dân sinh sống tại tổ 64 khi có ca dương tính được phát hiện khi đi khám tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Hình thức xét nghiệm mẫu gộp 10 đối với các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện phường Mỹ An đã tiến hành chốt chặn kiểm soát chặt chẽ tại khu vực tuyến đường nơi có ca dương tính sinh sống, vận động bà con xung quanh thực hiện tốt 5K, khai báo y tế trung thực, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.